Hôm nay đã là Tết Trung Thu rồi, ngày Tết mà bất cứ trẻ em nào cũng mong muốn. Vậy ngày hôm nay chị định tổ chức Tết cho các bé thế nào vậy? Thì cả gia đình quay quần lại nấu ăn, dĩ nhiên là nấu những món các bé thích, tập trung lồng đèn lại rồi ăn bánh Trung Thu. Tại vì nhà chị rất là đông, gần 32 đứa cháu, cho nên là chia ra nhóm chứ không có thể chơi chung được. Thì chia theo, ví dụ lớn thì chia theo chơi theo lớn, nhỏ thì chia theo nhỏ, cho mấy em đốt lồng đèn chơi. Chị Bích ơi, em không biết là bình thường thì những cái mùa Trung Thu trước á, gia đình của mình chuẩn bị và ăn Trung Thu như thế nào? Thật ra thì Trung Thu thì mình cũng không có làm gì lớn lao lắm đâu. Chỉ có một cái bữa tiệc nhỏ nhỏ, ấm cúng thân thiện, có ba mẹ, con cái, rồi mình đốt lồng đèn cho con chơi. Thực sự Tết Trung Thu là một khoảng thời gian rất ý nghĩa dành cho cả trẻ nhỏ và người lớn. Riêng đối với câu chuyện của chị ấy, thì mình Tùng thấy là có đôi chút khác biệt. Thì không hiểu là với hoàn cảnh của mình thì cái việc tổ chức Trung Thu cho các bé nó có ảnh hưởng nhiều không ạ? Chị là bà mẹ đơn thân. Dạ. Thì hồi lúc mà còn mang thai các bé đó, khi chị nghĩ về những cái ngày tháng lớn, những cái lễ Tết thì chị rất là sợ, rất là buồn. Thật sự có nhiều khi, thí dụ gia đình mà tổ chức như vậy á, thì chị không muốn cho bé tham gia. Bởi vì chị cũng sợ nhiều khi bé sẽ hỏi câu hỏi là sao Anthony hay là chị Gơ có ba có mẹ. Đã có một giai đoạn là chị từ chối cho con chị không vui chơi, bởi vì chị chỉ sợ là bé nhìn thấy bé buồn, không đi ra đường nhiều, chỉ là có các con với nhau thì các con với mẹ với người quen, rồi chị không còn nhớ đến người cũ, không còn yêu người cũ nhưng mà chị vẫn nhớ. Thì chị nghĩ về nó, chị bị ám ảnh về nó và chị lo sợ đến mức là chị chỉ thấy là ví dụ mà chị có giỏi cỡ nào, hoặc là sorry, hoặc là chị có giàu cỡ nào, nhưng mà điều chắc chắn là chị không bao giờ chị mua được ba cho con chị. Cái đó là cái lo sợ và gần như là chị cảm thấy là đôi khi chị bất lực. Em nghe nói là anh nhà mình đã đi học ở Anh cuối năm rồi đúng không chị? Anh đi được hơn nửa năm. Dạ. Như vậy thì không biết là đối với năm nay thì gia đình của mình sẽ đón Trung Thu như thế nào chị ha? Năm trước thì có ba có mẹ cùng với lại con đón Trung Thu thì cũng vui. Ba mẹ thì tổ chức cho con mua lồng đèn cho con chơi rồi dẫn con đi chỗ này chỗ kia. Năm nay thì hơi buồn chút, tại vì ba đi học ở xa, rồi có hai mẹ con ở nhà thì cái tính đoàn viên nó cũng hơi bị sức mẻ chút chút. Cái khó khăn của chị là khó khăn lớn nhất từ bản thân. Chị cứ buồn, chị cứ lo nghĩ và không thể giấu những cái chuyện đó trên cái gương mặt của chị. Nhưng chị không có cực đoan đến mức là không được nhắc đến từ bố. Chị vẫn dạy con chị y như là con chị có cha mẹ đầy đủ. Chỉ có điều là chị không bao giờ đề cập đến là con không có cha. Chứ nếu được điều kiện chọn lựa, chị không bao giờ chọn tự mình đi có hoàn cảnh khó như vậy. Nhưng mà con chị nó rất là thương chị, chưa bao giờ bé hỏi chị những câu hỏi đó. Chính vì cái sự thông minh và nhạy cảm và hiểu đời của bé làm cho chị mạnh hơn. Vậy chị mong muốn điều gì nhất trong ngày Tết Trung Thu đối với con em mình? Cách của chị là dẫn mấy bé ra phố lồng đèn, để cho các bé thấy xung quanh cũng có rất là nhiều người như chị, hoặc là họ có đầy đủ vợ chồng, ba mẹ nhưng mà cũng đi một mình tại vì bận bịu. Rồi các bé sẽ không có cảm thấy, nếu mà chị tổ chức ở nhà đơn độc có ba mẹ con với nhau thì bé buồn, đúng không? Còn đi ra ngoài đường thì bé sẽ cảm thấy vui và cảm thấy mọi thứ bình yên và vô tư, không có gì cả. Những gì bé mong mỏi thì bé sẽ được đáp ứng. Thí dụ như Trung Thu bé thích ăn, thậm chí bé không thích ăn bánh Trung Thu, bé thích ăn kem. Bé thích ngày đó bé có vừa lồng đèn xe tăng, vừa lồng đèn con thỏ, con mèo, con chuột gì đó. Nói chung chị nghĩ đơn giản là những gì bé mong mỏi đúng trong cái giới hạn tuổi thơ của bé mà chị đáp ứng được là chị hạnh phúc rồi. Trung Thu thì không có phải ngày nghỉ, hôm nay thứ năm, cho nên là chị cũng tranh thủ đi làm xong rồi về. Chị Bích ơi, em nghĩ nếu như mà năm nay bởi vì không có bố mà chị không làm cái tiệc Trung Thu cho bé thì có vẻ là thiệt thòi cho bé quá. Hay là em có một gợi ý là tụi mình làm một cái tiệc Trung Thu online đi. Tiệc Trung Thu online. Đơn giản lắm chị, bây giờ mình chỉ cần tổ chức một cái tiệc Trung Thu giống như bình thường. Nếu như lúc trước á, bố có ở đây thì năm nay bố cũng sẽ có ở đây luôn, nhưng mà sẽ là thông qua cuộc gọi video call. Đó, có thể là chị sẽ gọi qua bên đó, chị hẹn bố là đúng cái giờ đó đó thì hai mẹ con sẽ tổ chức một cái tiệc Trung Thu ở đây, thì cảm giác giống như là bố đang ở đây luôn, cho nên là có đầy đủ bố mẹ nè rồi lồng đèn, như vậy là cái bữa tiệc đó nó cũng ấm cúng giống như mọi năm thôi. Vậy thì bây giờ hai chị em mình đi chuẩn bị đi. Rồi.
với những thế hệ trước, nhất là ở nông thôn, đêm hội tháng 8 gắn liền với tiếng trống lân rộn rã, gắn với những bài đồng dao và chiếc lồng đèn lấp lánh trong đêm trăng vằng vặc. Gắn liền với tiếng cười vui đùa, sáng cả một khung trời tuổi thơ, được vui chơi bên bạn bè, ăn món ngon mẹ nấu. Âm thanh ấy, hình ảnh ấy đã trở thành ký ức đẹp của biết bao thế hệ người Việt Nam. Nhịp sống hiện đại ở đô thị ngày nay thật khó để các thiên thần nhỏ tận hưởng Trung Thu như cách truyền thống. Nhưng tâm hồn của trẻ thời nào cũng đầy mơ mộng và khao khát yêu thương. Nên người lớn, bằng cách này hay cách khác, vẫn có thể đong đầy cho trẻ những niềm vui ấy. Một chiếc lồng đèn xinh xắn, một món quà, một đêm hội vui đùa cùng chúng bạn và bữa tiệc nhỏ ấm áp bên người thân là điều mà bạn hoàn toàn có thể đem tới cho các em nhỏ.